Chúng sinh muốn về được thượng giới, cần đắc chánh quả cho đến hàng trọn lành. Thánh quả tương đương cấp linh hồn ở mức thánh hồn 4, 5, 6 trên 9, cửu phẩm thần tiên. Còn hàng trọn lành, nhập vào được cực lạc thế giới thì là tiên hồn, cấp 7, 8, 9 trên 9, cửu phẩm thần tiên. Muốn tinh tấn lên tới cấp 4 chân hồn, cần giữ gìn được giới sát nghiêm ngặt, không vướng mắc thất tình lục dục, lại có nhiều thiện nghiệp trong kiếp sinh của mình. Còn hàng trọn lành thì mỗi sự chi cũng đều nghĩ về điều thiện, làm điều lành, tránh sự dữ, chẳng làm việc bất thiện, tất thảy nghiệp nơi thân khẩu ý đều là thanh tịnh, thiện lành. Như vậy, một chân hồn muốn giải thoát khỏi trầm luân khổ hải, không vướng nơi trung giới, tiến nhập vào cực lạc quốc, chẳng phải chuyện đơn giản. Nhưng cõi giới Di Đà tịnh thổ đặc biệt ở chỗ, có thể dung chứa mọi chúng sinh có thành tâm tín niệm, đắc được quả thần vị thì có thể về được cõi giới ấy. Tất nhiên ở cõi Di Đà tịnh thổ cũng được chia thành nhiều khu vực khác nhau. Mỗi khu vực cần có sự giác ngộ tinh tấn, thiện hành, đạo quả nhất định mới có thể an trú nơi ấy. Còn như thuộc hàng thần vị cấp hồn 1, 2, 3 trên 9 cửu phẩm thần tiên thì chỉ có thể hưởng được phước báo lợi lạc, an tịnh nhất định ở nơi vườn an lạc của cõi giới ấy. Vì chúng sinh ở cấp thần hồn, tuy có sự tinh tấn nhất định, có sự tu dưỡng tâm tánh nhất định, nhưng mà cái tham sân si vẫn còn vướng, thất tình lục dục vẫn còn vướng, chưa giữ được giới sát nghiêm ngặt, chưa giác ngộ được sâu dày lý đạo, nên sự tinh tấn ấy còn hạn chế lắm vậy. Vậy mới hiểu rằng Di Đà tịnh thổ là quốc độ đặc biệt dường nào. Một cõi giới trực thuộc thượng giới, nhưng mà có tu tập chút ít, có tính tâm rõ ràng, chưa hoàn toàn giải thoát khỏi khổ hải, cũng đã được tiếp rước về đây. Muốn về được cõi ấy, cần tính tâm rõ ràng nhân quả, cần tín ngưỡng sâu dày vào Đức Di Đà cổ Phật, tin rằng Đức Phật sẽ đến tiếp rước mình về cõi giới Di Đà tịnh thổ của Ngài. Đã tin tưởng Ngài thì cần hiểu Ngài, hiểu về lòng từ bi tế độ muôn sinh, tha thứ và dung chứa lỗi lầm phiền não của muôn sinh dường nào. Thế nên người ta nói có tín tâm nơi Đức Di Đà, không phải là đặt tôn danh Ngài nơi cửa miệng, rồi mã niệm lâm râm Nam Mô A Di Đà Phật, mà chẳng thực hành tu dưỡng, chẳng thật lòng học tập và thực hành theo hành nguyện của Ngài. Tùy thuộc vào quá trình tu dưỡng của mỗi người, hạnh đức, công nghiệp, tính nghiệp, mà có những quả vị từ cấp 1 đến 9, trên 9 cửu phẩm thần tiên, khi chân hồn đến ngày mệnh chung, thoát khỏi thân xác giả tạm, được trợ lực bằng kinh điển cùng lời nguyện cầu của thân bằng quyến thuộc, cùng đồng đạo, thì chân hồn ấy sẽ sớm được tịnh hóa, định tĩnh thần thức, không còn bị loạn động hôn trầm trong vướng mắc các sự khổ nơi thế tục. Lúc bấy giờ, khi chân hồn đã tịnh hóa, định tĩnh rồi, thì sẽ có thể nhìn thấy được thân ảnh từ bi của Đức Di Đà cổ Phật xuất hiện trước mắt mình. Thân ảnh Ngài sẽ thể hiện kết ấn là một trong chín ấn, gọi là cửu phẩm liên hoa ấn, tương đương đạo quả cửu phẩm thần tiên. Cửu phẩm liên đài này được xếp từ cao xuống thấp gồm thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh.